Dạ em ơi, chào Tân Cương, xin mến chào tất cả quý cô chú bác, anh chị em bạn bè yêu lan trên toàn quốc ạ. Buổi tối hôm nay thì mai lên bán thanh lý cho cô chú anh chị mình nhé. Một vườn luôn là lai châu và hoàng nhãn và giáng hương bác nhá. Đấy, bác nào uống trà ngon nhá, trà ngon chuẩn đất trà Tân Cương Thái Nguyên, liên hệ trực tiếp cho anh Mai nhé. Trà nhà em sẽ có giá từ trà mốc câu 250k 1 kg, 350, 400, 500 bác nhá. Trà mốc câu ngon thì nói chung là tùy, mốc câu từ 250, 350 là bình dân thôi nhá. Và mốc câu ngon đấy, tôm nõn thì sẽ từ 500 cho đến 1 triệu các nhá. Đấy, tôm nõn ngon và tôm nõn thượng hạng của nhất phẩm tôm nõn. Rồi đến trà đinh các nhá, đinh nõn xong rồi đến nhất phẩm đinh. Nhất phẩm đinh thì khoảng trên 2 triệu đồng 1 kg các nhá. Đấy, hơn 1 triệu là các bác cũng có thể uống trà đinh được rồi. Cô chú anh chị mua hàng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0372094157. Bên nhà em ship hàng toàn quốc, ship nhanh đảm bảo tuyệt đối. Cô chú ba anh chị yên tâm khi đặt hàng nhé. Đầu tiên anh Mai lên cái chậu hồng sắc pháo đẹp lắm này. Đỏ đốm hồng sắc pháo các nhé. Đây. Mấy hôm nữa thì nó nở ra hoa là mới tươi các ạ. Giờ mới này. Xinh lắm, màu của nó rất là tươi nha các nhá. Nó nở ra đẹp lắm các ạ. Ôi này, thơm lắm các bác ạ. Thơm lắm. Đây cô chú anh chị mình nhá. 1 2 3 4 bốn cái nụ. Bốn cái nụ. Đây ạ. Chậu này em để cho cô chú ba anh chị giá 500 thôi nhá. 500. Cái chậu gỗ. Hai cây to lắm. Đây các bác nhìn cái cây này này. Cái cây này nó siêu to luôn. Đấy, siêu xếp, siêu to. Chậu này em để các bác 500, hàng thuần rồi các bác về yên tâm nhá. Chậu châu rừng này bác nào lấy thì mai để 250 nhá. Đây. Nụ này là nụ hoa Tết dương lịch các bác, Tết âm lịch các nhá. Châu rừng này 250. Châu có một chậu hồng này. Bác nào lấy chậu này, mít nha, mít rụt các bác này. Mít rụt này, chậu này thanh mai thanh lý cho các bác 750k. Chậu này thanh lý 750k, 2, 4, 6, 8, 10, 10 cặp lá không nhá. Chậu này thanh mai thanh lý là 750k. Lá rất là to, lá 8 sen. Lá 8 cho đến 10 các nhá. Ba nhá, chậu hồng đấy em lên là 750. Đây còn chậu bò sữa đây. Bò sữa đây thì 2, 4, 6, 8 lá. 8 lá rưỡi, 2, 4, 6, 8 lá rưỡi các bác nhá. Đây giá rẻ quạt đẹp không các bác này, mít rụt các bác nhá. Đấy, chậu này em cũng lên 750 các bác nhá, 750. Là chậu số 4. Em có cái chậu này nó cực VIP luôn này các bác này. Chậu này chậu đặt này. Chậu hàng chơi này, còn đúng một chậu này là chậu to 3 cây này. Đấy, chậu này. Đây các bác này, chậu đặt mà. 3 cây luôn các bác nhá. Đấy, một cây mít ở giữa này. Một cây mít ở giữa này, siêu to luôn, hàng thuần ăn nắng ăn mưa các bác này. Đấy, em thanh lý cho các bác chậu này. Thanh lý cho các bác về chơi hoa nhá. Đấy, lá 8. Lá 8 sen luôn đấy. To lắm này, thanh mai để giá rất là yêu thương. Đây, em còn một chậu để cô chú ba anh chị mình giá là 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu 500. Ủa. Nặng lắm, mấy cân luôn. Chậu đấy em để là 1 triệu 500. Chậu to đấy. Chậu này cũng đẹp này. Chậu này cũng đẹp này. Đấy, chậu này, cây này nó to lắm đấy các bác ạ. Cây này nó một mẹ hai con đấy. Hai con này là con đẻ của nó đấy các nhá. Một mẹ hai con. Cái con thì không thể có nụ. Một mẹ hai con. Đây các bác nhá. Nụ này là cũng khả năng là chuẩn Tết đấy các bác nhá. Chuẩn Tết. Đẹp lắm, chậu này đẹp lắm, ăn nắng ăn mưa các bác này. Cây này rất là to. Chậu này thanh mai để cô chú ba anh chị mình giá 500 thôi nhá. 500. Đấy, rồi thanh mai lên cho các bác một chậu châu VIP nữa này. Đấy, chậu này chậu đỏ tươi các bác nhá. Dễ này. Đấy, 10 cặp lá các bác nhá. À đâu, 11 cặp lá rưỡi. Đấy. 11 cặp lá rưỡi các bác nhá, 11 cặp lá rưỡi. Đấy. Chậu này em để cô chú ba anh chị mình giá là 800 thôi ạ. 800 nhá thanh lý. Còn một chậu nhạn 4N ghép lũa này. Chậu nhạn 4N ghép lũa này. Đấy, năm ngoái nó có hoa hết rồi bác nhá. Đây này, em còn vặt đi vào hoa cũ đấy. Đấy, nhạn 4N ghép lũa, chậu gỗ siêu đẹp này. Các bác này. Đấy. Đẹp lắm, đây ạ. Đấy, đây là nó ăn nắng đấy các bác nhá, nó ăn nắng đấy. Đấy, đẹp lắm, các bác vì nắng mưa ok. Lũa gang bầu rất là ẩm. Chỗ này hôm nay để các bác giá là 450 thôi nhá. 450.
Cái này tam bảo này các bạn này. Cái dòng này thì hoa em phải thấy nó phải thơm hơn nhặng. Hoa có hoa hết rồi các nhá. Vừa rồi em cũng không để hoa mấy đâu, đa phần em ngắt. Em ngắt từ cái lúc nó nhỏ cho nên là các bác không thấy lúc lúc ngắt đâu. Đấy. Chỉ để một ít thôi. Hoa nó y như bông nhặng nhưng cái cần của nó mỏng hơn. Quên không để cái cần vừa mới ngắt. Đây này, em ngắt từ lúc bé. Cái cần của nó mỏng hơn nhưng mà hoa của nó to hơn và sai hơn. Cái dòng này nó dễ hoa lắm. Thì nó cũng như quế như châu thôi. Những cái lách nào mà năm nay nó chưa ra hoa ấy, thì sang năm nó ra. Thậm chí là cái lách trên này nó ra hoa rồi nhưng mà cái lách dưới nó chưa ra thì sau nó vẫn ra cái lách dưới con nhá. Đấy, cái dòng này nó vậy. Đấy, mít đẹp lắm. Ở chậu này con nhá, chậu này em để cô chú ba anh chị mình giá là 500. Có hai chậu. Chậu nào cũng 500, các bác lấy chậu nào lấy. Đây này nó thơm lắm. Đây này. Cái cần của nó bé nhưng mà bông của nó to các nhá. Bông của nó to. Ơi nó cứ sũm sĩ, nó cứ chữ chít lại các bác ạ, nhìn thích lắm. Mở nó sai hoa lắm các bác nhá. Ở chậu này cũng 500, các bác lấy chậu nào lấy nhá. Hai chậu. Hương Tam Bảo. Hương Tam Bảo 500. Đấy. Bác nào lấy chậu nhạn to này này, là chậu nhạn rừng này. Đây là nhạn nhá. Đây là nhạn. Chậu nhạn rừng to này này. Thì mai để các bác giá là thanh lý nhá, thanh lý chậu to này 850. Thanh lý chậu to này 850, 5 ngọn là 2 con. Em thanh lý chậu to đấy 5 ngọn là 2 con 850. Chậu đấy thì qua Tết các bác ngắm hoa siêu sướng luôn. Cái này bò sữa này, hai cây này. Lá nó lỗi sứt sứt như này, nhẹ này, khô hết rồi các bác nhá. Chậu này em thanh lý cho các bác giá là 1,1 triệu. Chậu này thanh mai thanh lý giá là 1,1 triệu không nhá. Hai cây là được 5 nụ. Giá 1,1 triệu mít siêu rụt luôn. Đây các bác ngắm này. Nó siêu rụt luôn nhá. Đấy cái cổ của nó này. Siêu rụt. 1,5 triệu ạ. Chậu tay về này, qua Tết ngắm hoa này. Tháng 4, tháng 5. Sơn Thủy Tiên. Cũng không hẳn đâu. Đấy là tìm hoa chính vụ không nhá. Còn không thì nó vẫn ra lác đác ạ. Hai chậu này hôm mai bán là 250. Sơn Thủy Tiên hoa thơm lắm. Đấy. Cô chú bác anh chị vào mua hàng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 187. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.